Con bao nhiêu tuổi? Thưa cha, con là Giuse Văn Hợp, 60 tuổi, ở giáo họ Mân Côi, giáo xứ Vinh Quang, giáo phận Buôn Ma Thuột. Dạ thưa cha, được đây con 3 năm là con bị ung thư đại tràng. Con mổ 2 lần mổ ở bệnh viện 115, bây giờ con đã di căn sang phổi. Từ 21 tháng 9, con đang điều trị tại bệnh viện ung bướu. Nhưng mà đến tháng 12 năm 2017, căn bệnh ung thư của tâm hồn đã xé nát tâm hồn con. Anh bị bệnh ung thư tâm hồn là sao? Anh nói cho rõ cho mọi người nghe. Dạ, con bệnh con trở nặng thì vợ con ở nhà để nghe theo thầy bói về bắt con phải làm ám mà thờ. Chứ trong vườn con là có bốn ngôi mồ, mà nếu như không thờ người ta thì người ta sẽ hành hạ con, sẽ chết, và con cái của con sẽ bị con như người ta làm hạ. Trong lúc con bệnh nặng thì con bối rối, tư tưởng con bị xáo động, thì con làm theo lời vợ. Từ ngày đó là con đau buồn, không bao giờ con ăn ngon ngủ yên, con trăn trở mãi, và con đến giáo điểm tin mừng. Con đến lần nào con cũng đến con cầu nguyện, nhưng mà mỗi lần con về con nói giờ bỏ cái ám đó không thờ đi, thì vợ con và con cả phản đối, và từ chỗ đó gia đình lục đục. Con đến giáo điểm tin mừng, con là việc thư nhờ cha khẩn cùng cộng đoàn thương xót chùa khẩn. Và đến ngày lễ phục sinh, ngày đại lễ Chúa sống lại, là ngày đó tâm hồn con cũng được sống lại. Bằng cách con quá, con xin tội với cha, con thương mọi tội lỗi của con với cha, xin cha cho ân chuộc cho con được rước lễ trong ngày đại lễ phục sinh. Rồi sau đại lễ con trở về nhà, con sẽ dỡ bỏ những cái ám đó đi. Và vì trong thời gian đó con vô hóa chất, con phải vô hóa chất, trong ngày thứ sáu là ngày Chúa chết, là ngày thứ bảy hóa chất hành hạ, nhưng con vẫn cố gắng nhờ ơn Chúa nâng đỡ mà con có sức khỏe, con qua bởi giáo điểm tin mừng. Và hôm đó con được lễ xong là con xin cảm tạ ơn Chúa, con đến giáo điểm tin mừng con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha và cảm tạ ơn cộng đoàn đã thân liền cho con, và căn bệnh ung thư tâm hồn của con đã lành. Lắc sắc ta dìa. Lắc sắc ta dìa. Lắc sắc ta dìa. Ông có biết lắc sắc ta dìa là gì không? Tạ ơn Chúa. Thế cha và cộng đoàn, từ chỗ đó, từ đó đến nay, vợ con của con vẫn rất là thương con và rất là hòa đồng với con. Và khi con về nhà thì con cũng khẩn nguyện, con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con xin được thánh cha về, con làm những thủ tục cần thiết, với con xin Chúa cho con được đuổi ma trừ quỷ. Và sau khi làm xong những việc quan trọng đó, con tôn thờ Chúa xong là con lấy búa lấy đuổi ra, con đập ám te ra chặt lẹt và con đã dẹp bỏ. Và hôm nay gia đình con rất là hạnh phúc, đó là căn bệnh ung thư về tâm hồn của con. Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha và cảm tạ ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng này. Rồi, tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nha. Về cho chị ấy nghe, nhớ không? Tại vì căn bệnh ung thư tâm hồn, cái đó mới khủng khiếp. Còn căn bệnh ung thư phần xác, nó có di căn toàn thân. Cái đó đối với Chúa không có khó. Khó nhất là căn bệnh ung thư tâm hồn. Bỏ Chúa, không tin vào Chúa mà tin vào bụt thần. Không làm bàn thờ Chúa mà làm bàn thờ bụt thần. Cái điều đó mới là điều đáng ngại nhất. Và Chúa không thể chữa được nếu con người ta không cộng tác với ơn Chúa, không bằng lòng sám hối quay trở về. Và anh đã chắc đến giáo điểm tin mừng này, đã xin tội, đã sám hối, đã quay trở về. Chúa chữa căn bệnh tâm hồn, ung thư tâm hồn của anh. Dạ cha, còn cơn bệnh ung thư đại tràng của con hiện nay đang di căn phổi, và con đã vô to thuộc thứ bảy. Đợt này nghỉ lễ con trốn bệnh viện, con qua với giáo điểm tin mừng. Và con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn. Xin Chúa thương các bệnh cho con. Xin cha và cộng đoàn khẩn nguyện cho con được lành bệnh tâm bệnh. Lạc sắc ca dìa. Lạc sắc ca dìa. Lạc sắc ca dìa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Thưa anh chị em, chúng ta đã thấy Chúa làm được biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Chúa chỉ cần con người.